Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đang là một trong những mục tiêu được thành phố đặt ra nhằm thu hút các nhà đầu tư. Mặc dù rất nhiều tiện ích, song trên thực tế, hoạt động mua bán hàng online cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người mua và người bán, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 27, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Một trong những nội dung của phiên họp là tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Dự phiên họp về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Hải Phòng đề xuất không thực hiện mô hình hội đồng nhân dân quận và hội đồng nhân dân phường, từ đó sẽ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động. Tới đây thì Hải Phòng sẽ có 217 đơn vị hành chính hiện hành, thì sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã, và như vậy thì cũng giảm hơn 1.000 công chức đối tượng ở xã. Cho nên cái việc mà đề xuất là tăng thêm các đại biểu chuyên trách ở cấp thành phố thì các đại biểu cũng có cái sự ủng hộ, và chúng tôi cũng thực hiện theo mô hình giống như của Đà Nẵng. Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành về đề xuất thực hiện mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hải Phòng giống với mô hình đang thực hiện tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, có đủ cơ sở để xem xét và thông qua tại kỳ họp Quốc hội. Sáng nay, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ. Theo quyết định, đồng chí Phạm Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Chúc mừng đồng chí Phạm Việt Hùng nhận nhiệm vụ công tác mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường khẳng định, đồng chí Phạm Việt Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, có nhiều đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Dương trong xây dựng phát triển huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Ban lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đoàn kết, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Phạm Việt Hùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 10. Tại hội nghị, các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và thành phố được cung cấp thông tin về việc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng, những giải pháp giúp đỡ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau bão và thông tin về một số kết quả kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng qua của thành phố, cùng một số nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bám sát tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả bão số 3, sớm ổn định đời sống và phục hồi các hoạt động kinh tế những tháng cuối năm, và công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định: Điều 1. Triệu tập các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dự kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian 1/2 ngày, khai mạc 14 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2024, tức thứ 6. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố. Điều 2. Các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 19 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 19 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến gồm các nội dung sau. 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố về xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. 2. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 29 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 3. Đề án thu nộp tiền thuê nhà ở thuộc tài sản công tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 4. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư giải phóng mặt bằng Tòa án Nhân dân quận Kiến An giai đoạn 2, làm sân, đường vào, cổng, tường rào. 5. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An. 6. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Trục Đại Thắng, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m, phường Hoa Nghĩa, quận Dương Kinh. 7. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mới trường Mầm Non Nhi Đức, quận Kiến An. 8. Điều chỉnh bổ sung lần 3 kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024. 9. Điều chỉnh bổ sung lần 9 kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025. 10. Dự kiến lần 2 kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025. 11. Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2026-2030. 12. Điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024. 13. Danh mục các dự án phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố năm 2024. 14. Hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án xây dựng nhà làm việc, hội trường đa chức năng và công trình phụ trợ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. 15. Bổ sung số người làm việc và hợp đồng lao động hưởng lương ngân sách nhà nước để thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024. 16. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. 17. Dừng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 tại thành phố Hải Phòng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắn nhủ với mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam rằng lười biếng là kẻ địch của chữ cần. Vì vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc. Khắc ghi lời Bác căn dặn, cùng với sự đồng hành, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp đã có những người nông dân thành công trên chính cánh đồng quê hương của mình. Đây cũng chính là câu chuyện về tấm gương tiêu biểu anh Nguyễn Văn Chiêu ở xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng. Anh là một trong ba tập thể cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, được thành phố đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xuất phát điểm là hộ cá thể chuyên thu mua trứng. Sau khi tích lũy được vốn liếng, kinh nghiệm, với khát vọng góp phần cùng bà con nông dân thoát nghèo, bảo vệ và phát triển sản phẩm trứng vịt của quê hương, năm 2017, anh Chiêu quyết định thành lập Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Chiêu Viên. Có những thời điểm, bình quân mỗi ngày, Hợp tác xã thu mua 2 vạn quả trứng vịt, gà, các loại của bà con trong vùng với giá ổn định. Thị trường chủ yếu là thị trường Quảng Ninh, thị trường du lịch, rất nhiều nhà hàng, rồi khách sạn. Thì là về cái quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm rất là khắt khe. Nhưng mà Hợp tác xã cũng đã chứng minh được cho là cái sản phẩm của mình là đáp ứng đầy đủ chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện Hợp tác xã đang chăn nuôi 10.000 con gà đẻ trứng với doanh thu ước đạt 22 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, trừ chi phí và trả nhân công, còn lại thu về trên 500 triệu đồng một năm. Mức thu nhập của người lao động mỗi tháng là 6 đến 7 triệu đồng. Năm 2019, sản phẩm trứng vịt Chiêu Viên là một trong 2 sản phẩm của toàn huyện Tiên Lãng được công nhận OCOP đạt 3 sao. Và đến năm 2022, sản phẩm trứng gà của hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao.
trứng gà và trứng vịt chiêu viên. Nên là đây là những sản phẩm ô cốp mà đã được thị trường đánh giá rất cao, có những cái xuất xứ nguồn gốc. Đây là cũng là một cái chỉ tiêu cứng để địa phương về đích cái nông thôn mới, cũng như là cái mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Học và làm theo lời Bác, cần cù trong lao động, cùng ý chí vươn lên. Anh Chiêu chính là bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học và làm theo Bác, từ những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong phần tiếp theo của chương trình, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đang là một trong những mục tiêu được thành phố đặt ra nhằm thu hút các nhà đầu tư. Mặc dù rất nhiều tiện ích, song trên thực tế hoạt động mua bán hàng online cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người mua và người bán. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề cao, là một trong những động lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện ba trụ cột kinh tế chủ yếu của thành phố là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển logistics và du lịch thương mại. Để thu hút mạnh mẽ đầu tư thì việc bảo đảm nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đang là vấn đề đặt ra cho thành phố, đòi hỏi phải không ngừng nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp. Lũy kế đến tháng 9 năm 2024, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng thu hút 573 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư ước đạt 27,4 tỷ đô la Mỹ, thu hút 223 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư ước đạt gần 320.000 tỷ đồng, tương đương 13,7 tỷ đô la Mỹ. Với 14 khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn thành phố, nhu cầu về nhân lực, đặc biệt là nhân lực đã qua đào tạo ngày càng tăng. Tính đến tháng 8 năm nay, tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng là hơn 201.000 lao động, trong đó lao động Việt Nam là hơn 196.000 người, lao động nước ngoài là hơn 4.700 người. Theo ước tính của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, nhu cầu lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế liên tục tăng với mức tăng bình quân gần 16%. Nhận định rõ vai trò của nguồn nhân lực và yêu cầu cấp thiết về phát triển nhân lực đã qua đào tạo, tháng 5 năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành nghị quyết về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã tạo nhiều cơ chế, điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nâng cả số lượng và chất lượng lao động cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Tôi đánh giá rất cao cái tính chủ động của thành phố Hải Phòng trong việc có cái chính sách chuyên biệt trong việc phát triển nguồn nhân lực, cụ thể như là hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo nghề và tạo điều kiện cho cái người lao động có tay nghề cao được thụ hưởng những chính sách ưu đãi phù hợp. Thì đây là một cái chính sách thu hút nhân tài. Có thể nói rằng là Hải Phòng đã làm đúng cái và trúng việc này, cần phải được duy trì trong thời gian tới với một cái mong muốn phát triển Hải Phòng thành một cái thành phố công nghiệp dịch vụ hiện đại. Theo đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, nguồn lao động chất lượng cao chính là một trong những yếu tố quyết định trong thu hút đầu tư vào thời điểm này. Nắm bắt được nhu cầu, Hải Phòng ngoài việc tạo dư địa thu hút đầu tư cũng luôn quan tâm phát triển nhân lực tại chỗ và thu hút nhân lực từ các địa phương bằng các giải pháp đồng bộ như tăng cường kết nối cung cầu lao động, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ đào tạo các nghề trọng điểm, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thu hút lao động ở lại làm việc. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng 15 khu công nghiệp với diện tích trên 6.200 ha giai đoạn 2021-2025, sẵn sàng đón nhận các làn sóng đầu tư. Bởi vậy, Hải Phòng đã và đang tích cực chuẩn bị nguồn lao động ngay từ bây giờ để giải quyết thách thức mà các nhà đầu tư vào Hải Phòng đang phải đối mặt, cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới. Xác định một trong những yếu tố quan trọng để khơi thông dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Hải Phòng chính là đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân lao động. Do đó, ngoài việc đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp thì xây dựng nhà ở cho công nhân là vấn đề được thành phố đặc biệt quan tâm. Trước nhu cầu cấp thiết của thực tế, thời điểm này, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, gọi tắt là nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ tại xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm về đích theo đúng kế hoạch vào cuối năm 2025. Trên công trường dự án, công tác thi công đang được triển khai đồng bộ trên tất cả các hạng mục. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gần 200 công nhân cùng các phương tiện máy móc thiết bị bám sát đường găng để đẩy nhanh tiến độ. Sau bão số 3, một trong những khó khăn lớn nhất của các nhà thầu là việc huy động nhân lực
bởi 1/3 số công nhân phải về quê khắc phục hậu quả bão. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, đến nay cơ bản số công nhân đã quay trở lại và tăng tốc thi công để bù lại phần tiến độ bị gián đoạn. Khó khăn về nhân sự ở đây là thực ra là cơn bão này ảnh hưởng không riêng gì Hải Phòng mà ảnh hưởng tất cả mọi miền phía Bắc. Đương ra là nhân sự công nhân họ cũng phải lo lắng về cái việc mà về để khắc phục những hậu quả tại gia đình. Nên vì vậy là việc mà trở lại công trình để thi công đó là một cái điều mà nói chung là cũng rất nỗ lực của các cá nhân, anh em công nhân. Mặc dù là rất là khó khăn nhưng tuy nhiên thì cũng động viên tất cả anh em là đẩy nhanh tiến độ và để thi công gấp rút để làm sao là đảm bảo tiến độ. Hiện nay, 7 trên 10 tòa cao tầng đang được triển khai xây dựng, trong đó tòa nhà CT1 hiện đang hoàn thành với 296 căn hộ, dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào tháng 11 tới. Các tòa CT5, CT6 xây dựng xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện. 4 tòa đang thi công phần móng công trình. Hiện tại thì chúng tôi đang thi công 3 tòa trước là tòa CT1, CT5 và CT6. CT1 sẽ bàn giao vào tháng 11, còn tòa CT5, CT6 hiện tại đã thi công hạng mục phần thô và sẽ bàn giao vào quý 1 năm 2025. Các tòa tiếp theo là tòa CT2, CT7, chúng tôi cũng đã sang đầu tháng 11 sẽ lên cốt khung không và tiến độ chung của toàn dự án thì là quý 4 năm 2025 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả những hạng mục của công trình cùng để bàn giao khách hàng. Dự án có tổng diện tích 3,2 ha với quy mô 10 tòa chung cư cao 15 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Khi hoàn thiện sẽ cung cấp 2.538 căn hộ có diện tích từ 26m2 đến 64m2. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ không chỉ đơn thuần cải thiện điều kiện sống cho người dân thu nhập thấp mà còn là cơ hội để tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội. Người công nhân an cư ổn định sẽ tận tâm với công việc, tránh sự dịch chuyển nhân công gây biến động, thiếu bền vững và đây cũng chính là cơ sở quan trọng để các khu công nghiệp thu hút các nhà đầu tư lớn đến với Hải Phòng. Cuộc sống hiện đại, thương mại điện tử hay còn gọi là mua sắm tiêu dùng online phát triển trong khi người tiêu dùng thường bận rộn nên có xu hướng dễ dãi trong mua bán, thường chọn hình thức mua bán trực tuyến trên cả các sàn giao dịch điện tử cũng như những trang mạng xã hội mà không quan tâm đến những căn cứ kiểm soát giá cả cũng như chất lượng hàng hóa. Tình trạng người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi khi mua bán trực tuyến trở nên phổ biến và đã kéo dài nhiều năm qua. Mua hàng online tiện dụng, nhanh chóng, đa dạng mẫu mã sản phẩm. Thế nhưng tình trạng nhận hàng không đúng với sản phẩm lựa chọn và đặt mua đã trở nên phổ biến. Kết quả là thiệt thòi vẫn luôn ở phía người tiêu dùng. Chị Phạm Thanh Phương, quận Lê Chân cũng đã không ít lần rơi vào tình huống này, mà gần đây nhất là đơn hàng trị giá hơn 1,2 triệu đồng. Tôi đã mua khoảng 1 triệu 200 nghìn tiền quần áo, khoảng tầm 3-4 thứ quần áo giảm giá gì đó. Mà trên hình ảnh thì vô cùng là đẹp, nhưng mà khi tôi nhận về thì chất lượng nó lại hoàn toàn kém. Tuy nhiên thì tôi đã chuyển khoản rồi và tôi đã liên hệ lại thì cái page đấy người ta đã khóa và chặn tôi luôn. Không ít trường hợp mua hàng trực tuyến bị xâm phạm quyền lợi như vậy. Thế nhưng đa số đều không phản ánh, khiếu nại. Một phần vì giá trị hàng hóa nhỏ, một phần vì người tiêu dùng không biết đến tổ chức nào tiếp nhận, giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho mình. Mua trên những cái trang cá nhân và những cái trang bán hàng của các cửa hàng. Hàng nhận về nó khác hẳn với lại hàng trưng bày đấy ạ. Đấy thì khi là cái mẫu nó không đúng với chủng loại mà mình đặt hàng, rồi là những cái sản phẩm nó không đúng theo yêu cầu của mình. Mình cũng có liên hệ lại với lại các cửa hàng hoặc chỗ mà đơn vị mình mua ấy, nhưng thực sự là có đơn vị ta đã không xử lý cho mình ngay. Còn để mà nói và tìm hiểu đơn vị nào mà xử lý thì cũng không đến mức phải tìm hiểu lắm vì chúng ta cũng tự xử lý với nhau thôi. Thực ra là tôi cũng chưa biết đến những cái tổ chức và có thể bảo vệ quyền lợi về việc mua bán online mà mình bị xâm hại về quyền lợi của mình như vậy. Theo thống kê của Bộ Công Thương, những năm gần đây, các phản ánh về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng tăng nhanh và chiếm trên 15%, cao thứ hai trong tổng số đơn thư khiếu nại về tranh chấp mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều hình thức giao dịch online không có hóa đơn mua hàng hoặc thói quen không lưu giữ đơn hàng, nên thực trạng này đã và đang kéo dài nhiều năm qua. Tại Hải Phòng, 6 tháng đầu năm, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố chỉ tiếp nhận được 25 vụ việc khiếu nại, trong đó chỉ có 19 vụ đủ điều kiện giải quyết với tổng trị giá hàng hóa là 320 triệu đồng.
Vì vậy, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức mua sắm trực tuyến an toàn, lưu giữ các chứng từ, hóa đơn mua hàng để đảm bảo quyền lợi của mình trong tiêu dùng hàng ngày. Còn tại huyện Thủy Nguyên, bão số 3 cũng đã làm cho các vùng trồng cây ăn quả bị thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện ngành nông nghiệp huyện đang phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, xác minh mức độ thiệt hại, tạo thuận lợi về thủ tục để người nông dân được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ. Bão số 3 đã khiến hàng trăm gốc na của gia đình bà Ngô Thị Yến ở xã Lại Xuân bị quật đổ. Là một trong những hộ trồng na có diện tích lớn trên địa bàn với hơn 8.000 m², gia đình bà không khỏi tiếc nuối khi những cây na trưởng thành cho thu nhập ổn định hàng năm giờ đây đang có nguy cơ bị chết. Na là đổ hết, không còn một cây nào không đổ cả. Cả vườn sau cơn bão thì gia đình cũng cứ nâng lên thì để cho là có cây nào dù nó sống không ấy, nhưng mà héo, toàn bộ nó héo ấy. Thì bây giờ thì cũng phải khắc phục, khi là chết thì mình lại về trồng lại vậy thôi. Giờ mới lại ương cây giống thì là mình lại trồng lại vậy. Giờ chả biết trồng cái gì được cả. Thì địa phương cũng đã triển khai chỉ đạo cho tất cả các hộ dân là có những diện tích bị thiệt hại thì cũng lâng chống, chẳng chống lại, cắt tỉa lại những cây để tận dụng xem là còn phát huy tận dụng khi nó còn sống, còn không. Những cái cây nào mà có khả năng nguy cơ không sống được thì cũng là vận động bà con là cắt chỗ đi để trồng lại cây mới. Theo thống kê, không chỉ hàng trăm hectare na trên địa bàn các xã Lại Xuân, Liên Khê, Kỳ Sơn, An Sơn bị thiệt hại, mà gần 400 hectare chuối, mít trên địa bàn huyện Thủy Nguyên cũng bị gãy đổ, không thể khắc phục. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các địa phương tập trung thống kê, xác minh mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo, đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí, giúp nông dân sớm thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kêu gọi sự chung tay đóng góp của cộng đồng xã hội trên tinh thần nhường cơm xẻ áo, quyên góp ủng hộ các hộ dân bị ảnh hưởng của bão. Trên cơ sở tiếp nhận nguồn kinh phí từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Dương tập trung rà soát các trường hợp có khó khăn về nhà ở bị ảnh hưởng bởi bão, tiến hành hỗ trợ kịp thời nhằm bảo đảm đời sống dân sinh. Gia đình bà Nguyễn Thị Thắm là một trong hai hộ dân của xã An Hòa, huyện An Dương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3. Mái bị tốc hư hỏng, không bảo đảm an toàn. 7 nhân khẩu sinh sống trong căn nhà cấp 4 với diện tích 20 m², thường xuyên bị ngập nước mỗi khi trời mưa. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, huyện và chính quyền địa phương vừa trao số tiền 100 triệu đồng cho gia đình để xây dựng căn nhà mới. Tôi cũng cảm thấy là quá khổ, thế nhưng được sự giúp đỡ của các ông, các chú với các bác thì rất nhiệt tình giúp đỡ hoàn cảnh gia đình nhà tôi. Nhưng chẳng may trận bão như thế này thì thôi, được sự giúp đỡ của thành phố nữa thì hỗ trợ gia đình tôi, thì tôi cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, để cái điều mong muốn của các quý vị đại diện cho thôn và xã và thành phố. Chia sẻ với gia đình khó khăn về nhà ở, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chung tay hỗ trợ trong việc xây dựng sửa chữa nhà. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với cơ sở thôn là đã huy động tất cả mọi nguồn lực để khắc phục. Trước mắt là có chỗ ăn chỗ nghỉ, thì mong là các cấp tất cả các cái nhà hảo tâm cùng với địa phương chung tay để cho bà Nguyễn Thị Thắm có một nơi ăn chỗ nghỉ là an toàn. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí, Ban vận động cứu trợ huyện An Dương đã nhanh chóng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương phân bố nguồn lực kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã có quyết định hỗ trợ 36 nhà của huyện An Dương, trong đó có 4 nhà xây, 32 nhà sửa. Thứ hai nữa là chúng tôi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ban vận động cũng đã cùng với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, cùng với các xã thị trấn tổng hợp danh sách để trao hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng cái nguồn vận động tiếp nhận của huyện, hỗ trợ đợt 1 cho 43 hộ. Huyện An Dương có 36 hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3 có khó khăn về nhà ở, trong đó 4 hộ xây nhà mới và 32 hộ sửa chữa nhà. Thành phố sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ xây mới và 20 triệu đồng với hộ sửa nhà. Đồng thời, ngoài nguồn kinh phí được phân bổ, huyện An Dương tiếp tục xét duyệt 51 trường hợp khác có khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây sửa nhà bằng nguồn xã hội hóa.
Sau bão, cuộc sống đang dần trở lại bình thường, nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng nề sau bão thì cần phải mất một khoảng thời gian nữa thì mới có thể khắc phục được phần nào. Chia sẻ với thiệt hại mà người dân phải gánh chịu, Hội Chữ thập đỏ các cấp thành phố vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động chương trình, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương bị hư hỏng nặng sau bão. Vợ chồng bà thuộc diện hộ cận nghèo, sức khỏe yếu, không có thu nhập ổn định, nên dù cơn bão đã đi qua gần một tháng, nhưng vẫn chưa có điều kiện để sửa chữa lại. Sau khi được các cấp chính quyền, Hội Chữ thập đỏ huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ ban đầu, hiện gia đình bà đang được Ủy ban Nhân dân xã khảo sát, lập danh sách, đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà. Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện An Dương nhanh chóng khảo sát, trao 64 suất quà, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 70 triệu đồng, hỗ trợ khẩn cấp ban đầu để người dân bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão Yayi phần nào vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời trực tiếp tới thăm, động viên, trao quà cứu trợ, tìm hiểu thiệt hại của các hộ để lên phương án tiếp tục hỗ trợ. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành khảo sát, thì trên địa bàn huyện thì có 40 hộ là bị sập mái hoàn toàn, đang họ cũng có nhu cầu xây mới lại, thì chúng tôi đang tiến hành khảo sát lại và đồng thời cũng khảo sát các cái hộ mà bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, do bão số 3 vừa qua, ví dụ như các hộ trồng đào, trồng quất, cây lúa, những hộ bị thiệt hại lớn thì sẽ có kế hoạch hỗ trợ tiền mặt, sinh kế cho họ để họ sớm khắc phục ổn định cái cuộc sống. Những ngày này, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động rà soát, cứu trợ các trường hợp bị thiệt hại nặng nề, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp đến động viên thăm hỏi, nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhà bị tốc mái, đổ sập, hư hỏng sau cơn bão, khảo sát, lên danh sách các hộ bị hư hỏng, thiệt hại nặng về nhà ở để triển khai phân bổ, hỗ trợ kinh phí, xây sửa, góp phần tái thiết, ổn định đời sống nhân dân. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận Kiến An năm 2024. Đến nay, về cơ bản thì phương án sắp nhập các đơn vị hành chính phường đều nhận được sự nhất trí, đồng thuận của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, quận Kiến An nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên phường Quán Chữ vào phường Lãm Hà và phường Đồng Hòa để thành lập một phường mới lấy tên là Đồng Hòa. Sau sắp nhập, phường mới có tổng diện tích 6,88 km², quy mô dân số 32.935 người. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, đã có 99% nhân dân đồng tình ủng hộ. Thì trong cái tinh thần tư tưởng của nhân dân thì cái này cũng đã mọi người cũng nắm bắt được trên cái thông tin đại chúng, bởi vì cái này nó là cái đường lối chính sách chung của Đảng, của nhà nước rồi. Thế là nhân dân là cũng nhiệt tình đồng tình ủng hộ. Trên địa bàn tổ dân phố chúng tôi thì là số cử tri là đồng ý sáp nhập là 99%. Tinh thần của bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi, bởi vì đây là cũng là cái xã Đồng Hòa là cái nôi đầu tiên của phường Quán Chữ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho các cấp chính quyền trên địa bàn quận là làm thế nào để việc sắp xếp không chỉ đơn giản là cắt giảm số lượng đơn vị hành chính và cán bộ công chức, mà còn phải phù hợp với thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của người dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phường Quán Chữ là có bao gồm là 20 đồng chí là cán bộ công chức đang làm việc tại phường Quán Chữ, thì khi mà sáp nhập thì trên cái cơ sở độ tuổi thì phường Quán Chữ sẽ có 2 đồng chí là sẽ thuộc cái chế độ là sẽ nghỉ theo chế độ khi mà thực hiện chế độ mà tinh giản biên chế sáp nhập, còn lại 18 cán bộ đồng chí cán bộ công chức thì về cơ bản đảm bảo là các đồng chí sẽ được bố trí công việc khi sáp nhập, thì các đồng chí cũng tạo ra một cái động lực làm việc và các đồng chí yên tâm công tác. Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính đem lại nhiều lợi ích, góp phần tinh gọn bộ máy, bảo đảm quy mô hoạt động, lựa chọn được đội ngũ cán bộ có năng lực. Điều này đòi hỏi phải có quyết tâm lớn, sự nỗ lực lớn từ các cấp ngành nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Như thường lệ, những thông tin dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau. Khu vực trung tâm thành phố ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C, độ ẩm từ 70 đến 75%. Phía bắc thành phố ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh,
đêm và sáng sớm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ C, độ ẩm từ 70 đến 75%. Phía Nam thành phố ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C, độ ẩm từ 70 đến 75%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm từ 75 đến 80%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C, độ ẩm từ 75 đến 80%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình. Số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc: biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn điều kiện: là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 30. Giới tính: nam. Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên. Phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình. Tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 2. Hồ sơ dự tuyển gồm có: đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và các chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Nơi nhận hồ sơ: phòng tổ chức hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.